Vâng, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại kênh của JOT. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái điều mà giúp cho các bạn có một cái động lực. Và đây là cái thứ mà rất là nhiều bạn hiện tại có đang chia sẻ và nhắn tin với tôi. Và thì tôi cũng rất là cố gắng để có thể chọn lọc ra cái nội dung đó và chia sẻ với các bạn. Đó chính là làm YouTube ở nông thôn mới là cái mỏ vàng. Đây là cái điều, cái tiêu đề nó cũng đã nói một cái phần nào đó để giúp cho các bạn khi các bạn rất là nhiều đưa ra những câu hỏi chia sẻ, đó là những cái nội dung làm ở nông thôn, và các bạn đôi khi các bạn không được giao tiếp nhiều với lại cái nền tảng internet, và khi các bạn làm các bạn rất là bỡ ngỡ. Vậy thì hôm nay có cái điều gì muốn chia sẻ cho các bạn thì tôi cũng xong thông qua cái video này tôi cũng giúp các bạn có một cái nền tảng gì đó để các bạn có thể thấy rằng sẽ có một cái quá trình để các bạn làm. Và các bạn phải biết rằng là nông thôn là một trong cái nơi mà là cái mỏ vàng để cho các bạn có thể khai thác. Đó là cái lý do làm sao nếu như các bạn để ý trên những kênh channel về YouTube, họ làm ở những cái miền quê, họ chia sẻ những cái đời sống thật, thì cái tỷ lệ mà người xem đến với họ rất là nhanh. Và khi họ đạt cái hiệu quả mà tạo ra cái chủ đề tốt thì cái thứ đó nó càng giúp họ có thể cải thiện lên rất là nhiều điều. Và thì các bạn có thể thấy rằng là khi chúng ta làm về những chủ đề nông thôn thì chúng ta phải thốt đến một cái điều rằng là nó sẽ có cho các bạn rất là nhiều ý tưởng, nhưng những ý tưởng đó nó phải gắn bó bởi những cái sự kiên trì và những sự học hỏi của bạn thì cái hiệu quả nó mới có được. Và với những sự khó khăn mà các bạn đang tiếp xúc, có thể rằng là bạn tiếp xúc một cái vế nào đó bạn thấy rằng là nó khá là khó, và bên cạnh đó khi áp dụng vào cái công nghệ của bạn, bạn muốn học và bạn muốn theo thì nó có thể là khá là chậm vì bạn chưa quen thôi. Vậy nên là tất cả mọi thứ thì các bạn nghĩ rằng là nó không làm được, nhưng bạn yên tâm một cái điều rằng là không có cái gì là không thể cả. Và tất cả những thứ mà khó khăn các bạn đang gặp phải nó chưa phải là tất cả, mà là quan trọng đó chính là bạn có quyết tâm học và quyết tâm làm hay không. Khi bạn quyết tâm học và quyết tâm làm thì hiệu quả các bạn sẽ có và đến với bạn ngay tức thì thôi. Và thì tất cả những cái điều mà mình đã chia sẻ cho các bạn về cái việc đó là thông qua trên kênh channel YouTube JOT rồi, và đó là cái thứ mà mình đã sâu chuỗi cho các bạn thông qua những cái video gần đây nhất rồi, liên quan về cách muốn bật kiếm tiền này, rồi rằng là các bạn lưu ý về vấn đề bản quyền hay nguyên tắc cộng đồng. Đó là những thứ vô cùng quan trọng. Và rồi xuống bên dưới rằng là những cái mẹo để cho các bạn có thể khai thác ở cái điều này thì mình đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều video, thì đó là cái thứ mà các bạn nên xem. Vì mình thấy rằng là một số bạn đặt ra câu hỏi này nhưng các bạn vẫn chưa xem cái vấn đề đấy, thì cách tốt nhất là các bạn nên xem và nó giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và rồi tất cả những thứ đó thì nó mang lại cho các bạn những cái giá trị để cho các bạn có thể có một cái định hướng tốt và giúp các bạn có một cái định hướng đi học nó tốt hơn. Và các bạn thể thấy rằng là như mình đã nhắc kỹ cho các bạn, đó là YouTube thì hiện tại nó sẽ khá là gắt, và cái thời điểm đó là càng ngày cái nội dung và càng ngày các điều khoản của nó càng gắt hơn. Vậy nên là các bạn phải lưu ý kỹ khi chúng ta thực hiện. Và rồi là một cái người mới thì các bạn cũng không nên lo quá nhiều về những cái vấn đề mà chúng ta sợ, đó chính là người khác đi up bản quyền của bạn hay người ta ăn cắp bản quyền của bạn. Và đó là cái điều mà rất là nhiều bạn hay lo lắng. Thì chia sẻ với bạn một điều rằng nó không là gì cả. Tất cả mọi thứ khi các bạn đi làm và các bạn đi thực hiện thì với lại cái công cụ mà YouTube mới chia sẻ cho các bạn, đó là cái công cụ mà các bạn có thể soi ra những cái channel nào người ta re-up video của bạn, thì bạn có thể thấy rằng ở trong cái bản YouTube Studio thì nó đã có cái công cụ đó cho các bạn rồi. Các bạn có thể tra cái bản quyền ra, đó là tra xem cái người nào mà người ta đang lấy cái video của bạn, và bạn sẽ tra ra cái nội dung cho trùng khớp. Thì khi tra ra cái nội dung trùng khớp đó, bạn có thể nhắn tin trực tiếp với họ, hoặc các bạn có thể yêu cầu họ xóa cái video đó đi. Nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Đây là cái thứ mà các bạn thế giới rằng là với năm 2019 hoàn thiện một cái bản, đó là YouTube SEO, YouTube sắp sửa công khai cho các bạn, thì bạn thế giới rằng nó rất là nhiều quyền lợi cho những bạn mới bắt đầu. Thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ quản lý được kênh của bạn rất là tốt thông qua nhiều cái hình thức. Và rồi các bạn có thể kiểm soát được rằng ai là cái người lấy video của bạn, và lúc đó chúng ta sẽ có những cái chế tài để chúng ta có thể thực hiện với lại cái kênh channel của họ. Các bạn có thể áp dụng cái hình thức chia sẻ doanh thu nếu như các bạn thấy được rằng là họ đang có một cái doanh thu nó kha khá, hoặc là các bạn có thể rằng là muốn giữ cái bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu họ xóa đi. Điều đó là điều đó là rất là đơn giản với lại cái phiên bản YouTube Studio này. Vậy nên là các bạn sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều với lại những cái người mà ngày trước họ làm. Chắc chắn rằng là bây giờ thì ai cũng có thể thực hiện được cái yếu tố này rồi, nhưng nó có một cái thứ rằng là giúp cho các bạn có một cái suy nghĩ, đó là các bạn không phải lo lắng trong cái việc người ta sẽ ăn cắp bản quyền của bạn. Nói chung là nó cũng sẽ hạn chế cho các bạn một điều, và nó giúp cho các bạn có thể cập nhật được những cái kênh channel nào đó người ta re-up của bạn, bạn cũng sẽ bảo vệ được cái nội dung của bạn tốt hơn. Và đặc biệt rằng là
Khi các bạn thực hiện với lại những cái điều mà YouTube nó tạo ra cái sự gắt gao đó, thì nó lại tạo ra được những cái sân chơi mới, nó tạo ra được những cái công cụ mới để cho các bạn có thể tra ra những nội dung mà trùng khớp, những nội dung mà re-up của bạn. Đó cũng là một cái điều khá tuyệt vời. Vậy nên là các bạn khi các bạn thực hiện thì các bạn thấy được rằng là nông thôn nó là cái nơi mà các bạn có thể khai thác nhiều chủ đề như thế, thì các bạn cũng không phải suy nghĩ về cái việc là người ta lấy cắp video của bạn. Đó là cái thứ mà có một bạn có nhắn tin với mình và có tâm sự cái điều đó, thì chia sẻ với bạn là điều đó là điều mà hiển nhiên là trên mạng nó sẽ gặp rất là nhiều, vì các bạn đã từng gặp những cái trường hợp đó, chính là khi các bạn đăng tải những cái nội dung không thấy ai xem cả, nhưng cái người khác người ta re-up lại nội dung của bạn thì lại có hàng triệu người xem. Và đó là mình cũng hiểu rằng là cái suy nghĩ của bạn nó khá là bế tắc và nó khá là tiêu cực, gây ở cái chỗ đó là sản phẩm bạn tạo ra và người khác ăn mất. Đấy là cái điều mà chắc chắn là trên mạng này gặp vô vàn rồi. Nhưng không sao cả, tôi đã có một cái công cụ để giúp các bạn có thể triệt để một cách nói chung là tương đối rồi, thì chúng ta có thể tra ra những nội dung trùng khớp. Và rồi nếu như các bạn làm những chủ đề về nông thôn thì chắc chắn là các bạn phải cần có cái sự quyết tâm, có những ý tưởng tốt, và rồi các bạn phải nói không với từ đó là bỏ cuộc. Không bao giờ bỏ cuộc, phải update kiến thức liên tục. Đây là cái thứ mà rất là nhiều bạn hay nản chí, vì các bạn có những cái lời lẽ nó không được tốt trên mạng, hoặc là có sự tác động bởi người thân gia đình, thì bạn thấy được rằng là cái điều đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải gặp rất là nhiều. Không chỉ với việc làm trên YouTube mà các bạn có thể thấy rằng mọi công việc khi chúng ta thực hiện thì đều luôn có những sự rào cản như vậy. Cho nên các bạn phải cố gắng. Thì các bạn phải nhớ một điều rằng là các bạn đừng tự ti mà hãy tự tin thực hiện làm những thứ gì bạn muốn. Và rồi các bạn cũng đừng buồn về những cái comment nó hại não, nó khiến cho các bạn có thể mất đi những ý tưởng tốt, hay mất đi những cái cảm xúc, hay mất đi tất cả những điều gì các bạn đang muốn hưng phấn để có thể tạo ra những cái sự thành công, thì các bạn không nên để ý. Rồi rằng là các bạn cũng phải tích góp cho mình một cái khoản tiền nho nhỏ, hay các bạn phải có một cái công việc nuôi sống bản thân của bạn để có thể theo đuổi những cái thứ mà bạn đang muốn. Đây là cái điều mà mình cũng phải khuyên thực sự các bạn. Rất là nhiều bạn khi đi làm việc trên YouTube, các bạn bỏ bê rất là nhiều công việc, bạn mất đi rất là nhiều khoản doanh thu ngoài kia. Vậy nên là khi nếu như các bạn đã gắn bó với nó và các bạn thực hiện với nó, thì chắc chắn là bạn phải có một cái công việc gì đó nuôi sống bản thân của bạn. Có thực mới vực được đạo, thì hiệu quả kiếm tiền bạn mới có được. Đó là một cái lời khuyên chân thành của mình. Tiếp theo đó thì các bạn phải luôn luôn học hỏi, trau dồi cho cái bản thân. Đó là các bạn phải update những kiến thức, vì ngoài mạng online có rất là nhiều kiến thức các bạn học, không chỉ với nền tảng YouTube mà có nhiều cái nền tảng khác. Và rồi những cái chủ đề nông thôn nó là luôn luôn là những cái mỏ vàng. Vậy thì lúc đó bạn thấy rằng là bạn có một cái mảnh đất rộng, bạn có được khoảng không gian, bạn có được ý tưởng tốt, thì không có gì để bạn không thành công cả. Quan trọng một cái vấn đề rằng là bạn đi với nó tới đâu, và một ngày bạn quay như thế nào, bạn làm bao nhiêu video, rồi chủ đề bạn ra làm sao, tất cả mọi thứ đó chắc chắn chúng ta phải có một kế hoạch, chúng ta phải set up, chúng ta phải liên kết những cái ý tưởng, thì hiệu quả các bạn mới nó mới đạt được thành công. Và YouTube 2019 nó bảo vệ rất là nhiều cái thứ mà liên quan về bản quyền, và nó cũng rất là gắt gao trong nguyên tắc cộng đồng đó. Thì khi các bạn làm những cái video, những nội dung ở nông thôn, thì chắc chắn rằng là bạn sẽ được bảo kê, như mình đã nói, mình đã phân tích cho bạn. Thì từ lúc đó bạn thấy rằng là một cái động lực, hay chia sẻ với bạn một cái điều để giúp cho các bạn có một cái sự tự tin, và rồi các bạn cũng sẽ có một cái con đường nó tốt nhất. Mình cũng phải chia sẻ với bạn một điều rằng ở ngoài kia và trên thế giới này cũng rất là nhiều kênh channel, khi họ nên họ chia sẻ những điều thực tế bị rất là nhiều người nói này nói nọ, đôi khi họ phải bỏ cuộc, có khi họ xóa cả kênh channel đi vì những cái lý do nó mang tính chất rằng là khiến cho cái tâm trạng của họ không tốt. Vậy thì nếu như sau này bạn gặp một cái trường hợp đó, thì bạn hãy suy nghĩ đó là bạn làm để làm gì, và YouTube bạn đang định hướng như thế nào, và bạn đang muốn đạt được cái thứ gì ở đó, thì sau này bạn sẽ phát triển rất là nhiều. Và đó là một cái những cái lời khuyên mà dành cho các bạn. Và mình cũng chia sẻ với các bạn rằng khi các bạn làm, bạn kiếm được ra tiền rồi, bạn mới thấy được rằng là những điều đó nó là hữu ích và những điều đó nó là thú vị. Và tất cả mọi thứ đó mình đã chia sẻ với các bạn thông qua cái video này, và cũng cho các bạn một cái động lực. Và rồi cũng chia sẻ với các bạn về cái việc rằng là trong YouTube Studio nó có những thứ mà để các bạn có thể rằng là tự tin, và chúng ta bước tới một cái con đường nó tốt. Và hiển nhiên rằng là khi các bạn phát triển thì mình cũng rất là vui, và cũng rất là mong rằng là những bạn hỏi đào về cái vấn đề này, hay cái bạn mà có chia sẻ với mình, thì bạn sẽ có một cái động lực tốt và phát triển cái YouTube của bạn nó đi lên. Và chắc chắn rằng là nếu như các bạn cần mình hỗ trợ vấn đề gì nữa, các bạn có thể bình luận comment dưới đoạn video, và mình có thời gian mình sẽ chia sẻ với bạn những cái video nó tương tự như thế này để giúp cho các bạn có một cái động lực gì đó. Và mình cũng mong muốn rằng là những đối tượng mình hướng tới video này là các bạn, để giúp các bạn có thể thành công. Và một lần nữa cảm ơn bạn theo dõi video, chúc các bạn một ngày tuyệt vời, đừng quên
quên nhấn like, share, chia sẻ video nếu như nó hữu ích, nó giúp cho những bạn đang ở nông thôn, đang bí ý tưởng hay đang có một cái sự gì đó mà chúng ta rào cản trong cái kênh channel của mình, thì hãy cố gắng, hãy vươn lên để có thể kiếm được thật nhiều tiền trên mạng, đặc biệt kiếm tiền trên YouTube. Và một nữa, cảm ơn bạn theo dõi video. Chúc bạn một tuyệt vời. Xin tạm biệt tất cả các bạn.